chiều 26 tháng 9, sau 3 ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu quan điểm luận tội đối với 12 bị cáo trong vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty Cổ phần Việt Nam Pharma. Theo đại diện cơ quan công tố, Công ty Cổ phần Việt Nam Pharma được thành lập từ tháng 10 năm 2011 do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Hồi năm 2012, Nguyễn Minh Hùng nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa trị ung thư nên đã bàn với Võ Mạnh Cường nhập khẩu thuốc chữa ung thư là Gcapita 500mg về Việt Nam. Do thiếu một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc mà phía công ty ở Canada không cung cấp được, ông Hùng đã chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ nêu trên để hoàn thiện hồ sơ trình Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. Sau khi duyệt xét hồ sơ, Cục Quản lý Dược đã cho phép Việt Nam Pharma được nhập khẩu lô thuốc. Các bị cáo tại phiên xử ngày 26 tháng 9. Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc Gcapita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất carbetazidine là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi do bị cáo Nguyễn Minh Hùng và các đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng. Lô thuốc giả nếu không bị phát hiện sẽ gây ra hậu quả về sức khỏe, tinh thần cho người bệnh. Bên cạnh đó, các bị cáo còn nâng khống giá thuốc để trục lợi. Về kết luận thuốc Gcapita là thuốc giả hay thuốc kém chất lượng, đại diện Viện Kiểm sát dẫn các căn cứ, hồ sơ cho thấy lô thuốc này không có nguồn gốc, công ty sản xuất thuốc là công ty Helix Canada không có thật, tiêu chuẩn thuốc do bị cáo Phạm Văn Thông viết ra, không xác định được thuốc này theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Vì vậy, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định lô thuốc của Việt Nam Pharma nhập là thuốc giả. Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hùng có nhiều năm kinh doanh lĩnh vực thuốc, biết thuốc Gcapita không rõ nguồn gốc nhưng cố tình thực hiện hành vi phạm tội, chỉ đạo cấp dưới làm giả hồ sơ nhập khẩu, nâng khống giá thuốc từ 27 đô la Mỹ lên 75 đô la Mỹ và sử dụng tiền nâng khống để ngoài sổ sách chi cho hoạt động bán thuốc. Toàn bộ lô thuốc Gcapita khi nhập về đã bị phát hiện, thu giữ, chưa lưu hành. Tuy nhiên, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Khi sự việc bị phát hiện, các bị cáo còn thủ tiêu con dấu nên cần xử lý nghiêm. Đại diện cơ quan công tố nêu quan điểm. Mức án cụ thể đại diện Viện Kiểm sát đề nghị đối với 12 bị cáo. Nguyễn Minh Hùng nguyên Tổng Giám đốc Việt Nam Pharma, 18-19 năm tù, nộp lại mức nâng khống giá thuốc là hơn 6 tỷ đồng. Ngô Anh Quốc nguyên Phó Tổng Giám đốc Việt Nam Pharma, 12-13 năm tù. Phạm Văn Thông Dược sĩ, 6-7 năm tù. Phan Cẩm Loan nguyên Phó trưởng phòng xuất nhập khẩu Việt Nam Pharma, 6-7 năm tù. Bùi Ngọc Duy nguyên trưởng phòng nghiên cứu và phát triển Việt Nam Pharma, 6-7 năm tù. Phạm Anh Kiệt nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Dược Sài Gòn, 3-4 năm tù. Hoàng Trúc Duy nguyên nhân viên Phòng Nghiên cứu và Phát triển Việt Nam Pharma, 6-7 năm tù. Nguyễn Trí Nhật nguyên Phó Tổng Giám đốc Việt Nam Pharma, 12-13 năm tù.